Con kiếm cho Út 2 triệu bấm tung. Bà Từ của miếu Chúa Xứ nha. Bà Từ ở ấp Tân Luân B. Bà Từ ơi, đây là chị Hanh Tâm. Đây miếu này còn hiếu nhiều lắm nha, hiếu thốn. Có ai có gì hung cho con hai cộng với thun ở nhà miếu này hả? Miếu này còn nghèo, còn hiếu thốn lắm, còn hiếu thốn đủ thứ hết. Cái này ở ấp Tân Trong Phong nha. Đó cổ hút thấy đâu có hai cộng thun. Con kiếm cho ông Út kia kìa, ông Út ca ca. Đây nhà bếp còn đơn sơ lắm. Nếu bà nghèo người gom của ít lòng nhiều nha mọi người.
đây không, rất là còn nghèo còn thiếu thốn lắm. Đúng là con đi. Coi cho kỹ coi đâu đó cho ai mà thấy cái to một đèo mà đỏ biết mấy người không có một đèo này. Cô Út đưa à, đưa ông Út này hả cô Út? Rồi cô Út lấy rồi. Ai vậy? Con Quy. Con Quy. Con Quy trực tiếp. Con Quy trực tiếp luôn hả? Trời ơi. Để có lần lần của con Quy. Con Quy luôn. Hầu như quay cái cậu quay là hầu như đụng á. Sao bóng quyền là cậu mất đó. Đây, đây là cô Loan đây. Theo về à. Theo về Tân Phong rồi cả nhà ơi. Theo về à, xã Tân Phong của Cải Bè. Ai ở quê hương Tân Phong thì ấp Tân Lung B lại đây nha. Bữa nay với bà cũng như cúi sân màu hoàng đất.
Bí quyết nào cho một mèo lắc gì lấy anh trực tiếp à?
Heo đó quý vị ơi, heo của mọi người đó quý vị ơi, cài lên đi, đẹp mà. Cài lên đi. Có em không độc quyền đâu. Đây ông vua Hằng Nông nè, cô Loan đây. Câu hùng giờ đói. Đâu phải ông hùng ca kìa, ông hùng. Rồi đó, làm bả bán rồi, bán rồi. Làm gì á? Mày nói chung là